Nhân dịp Tết cổ truyền trong cho năm thơ mây của dân quốc Campuchia, sáng nay ngày 9 tháng 4, đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết tỉnh đường Trai Thay mặt đoàn công tác ông Phạm Tấn Hòa vui mừng khi được gặp trao đổi với lãnh đạo tỉnh Trai được nhìn thấy sự khởi sắc của tỉnh sau những khó khăn do đại dịch gây ra. Mặc dù hai năm qua bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng hai tỉnh Long An và Ray Vang vẫn duy trì nhiều các hoạt động thường niên nhân các dịp lễ Tết của nhau. Những hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn kết tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh, cùng nhau quan tâm, hỗ trợ trong phòng chống dịch Covid-19. Duy trì phối hợp tốt trong giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Bước sang năm mới, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tin tưởng hai tỉnh sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện có hiệu quả nhiều hơn nữa những chủ trương, chính sách và thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện mà chính phủ hai nước đã ký kết, cũng như những thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Long An và Ray Van ngày càng thiết thực hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An và nhân danh cá nhân, ông Phạm Tấn Quà xin chúc cho đất nước và nhân dân Campuchia hạnh phúc phồn vinh và thịnh dưỡng, chúc tình hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia nói chung và nhân dân hai tỉnh Long An Rây Ven nói riêng không ngừng phát triển. Xin gửi đến lãnh đạo cán bộ công chức lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân tỉnh Rây Ven lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An do Đại tá Trần Giang Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết tiểu khu quân sự tỉnh Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Brevang.